Nhung ra đi đã hơn một tháng nhưng nỗi đau mất đi người bạn tri kỷ của Mạnh Quỳnh vẫn còn đó. Mãi cho đến thức thứ bảy của cố ca sĩ, Mạnh Quỳnh mới tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông. Anh đã có những chia sẻ về tình trạng của bản thân sau khi Phi Nhung về cõi vĩnh hằng. Trong bài phỏng vấn gần nhất với báo chí, ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết anh đã nằm vùi trong một thời gian dài sau khi biết tin Phi Nhung ra đi. Chính nhờ bà xã Cẩm Diệu luôn bên cạnh động viên, an ủi nên nam ca sĩ mới vực dậy tinh thần trước nỗi đau mất bạn. Mạnh Quỳnh chia sẻ, Cẩm Diệu an ủi, động viên tôi rất nhiều. Những ngày tôi nằm vùi trên giường khi hay tin Phi Nhung mất, bà xã để tôi được yên tĩnh, không làm phiền. Khi tôi lấy lại được tinh thần, cô ấy bảo hãy xem như Phi Nhung đã trả hết nợ trần thế và đang yên nghỉ nơi cõi Phật, khuyên tôi mạnh mẽ không được suy sụp bởi còn có công việc, gia đình phải lo lắng. Nam ca sĩ còn cho biết thêm bà xã là người vô cùng thấu hiểu về mối quan hệ tri kỷ của anh và Phi Nhung. Vì vậy trước đây, Mạnh Quỳnh rất thoải mái khi tâm sự cùng cố ca sĩ. Giọng ca vợ tôi bộc bạch, trước giờ, Cẩm Diệu thấu hiểu, thông cảm mối quan hệ tri kỷ của chồng và Phi Nhung nên để tôi thoải mái chia sẻ mọi điều với cố ca sĩ. Cô ấy còn bảo tôi tìm mọi cách bay đến California để dự tang lễ bạn thân cho trọn tình nghĩa. Bên cạnh đó, Mạnh Quỳnh tâm sự rằng dù đã lấy lại tinh thần nhưng nỗi đau mất đi cô bạn thân vẫn còn đó. Mỗi khi đứng trên sân khấu, anh đều cảm thấy trống vắng và nghẹn ngào nhớ về Phi Nhung. Nhiều khán giả khuyên tôi muốn vượt qua nỗi buồn nhanh chóng hãy chọn bài mới, không nên hát bài cũ gắn liền cả hai. Tôi cũng nghĩ vậy và sẽ thay đổi từ từ. Ngày trước, khi lên sân khấu tôi thường khấn tổ, ông bà phù hộ để tôi biểu diễn tốt, giờ tôi nhớ về Phi Nhung để mong hát mãi cho đến khi không thể đi được nữa. Đó cũng là tâm nguyện của cô ấy đối với nghề khi còn sống và tôi sẽ thay cô ấy thực hiện, nam ca sĩ giải bày. Nam ca sĩ vô cùng tiếc nuối khi những kế hoạch âm nhạc sắp tới của anh và Phi Nhung không thể thực hiện được. Đồng thời, live show kỷ niệm 20 năm ca hát của Mạnh Quỳnh cũng vắng bóng người bạn tri kỷ. Tuy nhiên, chính sự ra đi của cố ca sĩ đã giúp anh nhận ra cuộc sống vô thường và càng trân trọng những gì bản thân đang có, nhất là gia đình. Được biết, Mạnh Quỳnh đang sống hạnh phúc bên vợ và hai cậu con trai tại Mỹ. Nam ca sĩ và bà xã nên duyên với nhau cũng nhờ vào sự mai mối của Phi Nhung. Hiện tại, giọng ca dành nhiều thời gian cho gia đình, anh chỉ nhận lời mời đi hát vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Mạnh Quỳnh tâm sự, thu nhập từ việc đi hát của tôi ổn định, đủ lo cho vợ, con. Gia đình tôi sống trong căn nhà ở thành phố Vancouver, tiểu bang Washington, tài sản có được sau nhiều năm tích góp để an cư. Nhiều người đồn tôi ở nhà trị giá mấy trăm tỷ đồng nhưng không phải vậy. Tôi sống nhẹ nhàng, bình dị lắm. Sau những ngày đi sâu mệt mỏi, tôi thường ra vườn hưởng thụ không khí trong lành, như vậy là đủ với tôi. Có thể nói, sự ra đi bất ngờ của Phi Nhung là nỗi mất mát rất lớn đối với Mạnh Quỳnh. May mắn thay, nam ca sĩ luôn có bà xã bên cạnh động viên.